Anna. Ủa, em về lúc nào mà anh không hay gì hết vậy? Anh còn tâm trí nào mà để ý tới em nữa? Em nghĩ mình nên nói sự thật cho thằng Nghĩa nó biết. Lúc này chưa được đâu em. Thằng Nghĩa tuổi của nó đang lớn, tánh tình thì còn bồng bột, dễ bị tổn thương. Nó sẽ không dễ dàng chấp nhận sự thật phũ phàng này đâu. Thời gian này nó còn lo việc thi cử. Mình cũng đã giấu nó 18 năm rồi. Ráng chịu đựng thêm một thời gian nữa cũng được mà. Chờ khi nào nó ra đời, nó va chạm với cuộc sống, tấm lòng nó rộng mở hơn, dễ cảm thông hơn. Lúc đó mình hãy nói cho nó biết. Em cũng nghĩ vậy. Nhưng thiệt tình, em thấy thằng Nghĩa đối xử với cô Thà như vậy, em đau lòng lắm. Nó là con nít mà, bốc đồng như vậy thôi. Em yên tâm đi, mọi chuyện rồi sẽ bình thường trở lại, nhanh thôi. Em cũng mong như vậy.